Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với live stream của Dr. Giang Thẩm mỹ viện Lilia. Hôm nay chúng ta tiếp tục gặp gỡ một chị khách hàng vừa mới đến cắt chỉ ạ. Đã đến cắt chỉ sau nâng mũi sau 10 ngày nhé. Chị khách hàng của chúng ta đã nâng mũi phẫu thuật nâng mũi Mega 8D các bạn ạ. Chúng ta có thể thấy là được cái dáng mũi cao tây của chị phải không ạ? Đấy, chúng ta có thể thấy cái góc nghiêng rất là xuất sắc, góc nghiêng thần thánh phải không các bạn? Chúng ta có thể thấy này, cái dáng mũi cao, đây, chị cứ nhìn thẳng đây giúp em, chị nhàn nhìn thẳng em nhé. Đấy, em cảm ơn chị. Các bạn có thể nhìn thấy là cái góc nghiêng này với cái dáng mũi thẳng và đầu mũi bay hài hòa và tự nhiên, hài hòa đúng không ạ? Các bạn có thể thấy phải không ạ? Đấy, anh quay phim có thể quay một số góc cho các bạn xem cái dáng mũi của chị nhé. Chúng ta có thể thấy là đây là dáng mũi Mega 8D của Dr. Giang Thẩm mỹ viện Lilia các bạn ạ. Đấy. Và để biết được là cái sự khác biệt trước sau nâng mũi Mega 8D thì chúng ta hãy cùng xem qua một số hình ảnh. Hình ảnh sau đây các bạn nhé. Đây ạ. Đây là một số hình ảnh trước khi phẫu thuật của chị khách hàng của chúng ta. Chúng ta có thể thấy là đây là trước đây chị đã từng nâng phẫu thuật rồi các bạn nhé. Và nhưng mà có tình trạng bị lộ sụn, bị lộ chất liệu các bạn ạ. Chúng ta có thể thấy bị tụt ở góc này, góc mũi khá thấp phải không ạ? Gần như là ở cái góc này thì chúng ta sẽ không thấy cái góc mũi và đầu góc và cái dáng mũi rất là to phải không ạ? Sống mũi to và thô, đầu mũi thì tròn ạ. Và nếu mà chúng ta nhìn để ý kỹ, mình có thể zoom lên cho các bạn này, các bạn có thể thấy là hơi bị lộ sụn nhá các bạn. Và cánh mũi vẫn hơi bè ạ, đầu mũi thô và cánh mũi bè. Đây. Chúng ta có thể xem qua một số hình ảnh trước đây của chị khách hàng và đã thực trước khi mà thực hiện phẫu thuật nâng mũi Mega 8D các bạn nhé. Chị khách hàng của chúng ta đã từng nâng rồi nhưng mà chỉ nâng thường thôi và không bọc đầu ạ. Nên là khi theo thời gian ấy thì tình trạng lộ sụn đã bắt đầu xảy ra, đồng thời là đầu mũi hơi hất phải không ạ? Chúng ta có thể thấy này, góc mũi bị tụt, đầu mũi lộ sụn, lộ chất liệu ạ. Đây. Đấy. Đặc biệt nhé là đây, ở cái góc dưới này, ở góc nhìn từ dưới lên trên ạ, chúng ta có thể thấy rõ được cái tình trạng lộ chất liệu của chị đúng không ạ? Bị chất liệu sụn này, bị lộ xuống này, đồng thời hơi lệch phải không ạ? Hơi bị lệch đổ sang bên, hơi bị lệch đổ sang tay phải một chút đúng không các bạn? Lỗ mũi không đều này. Và đây, đây là kết quả sau 10 ngày nâng mũi Mega 8D các bạn nhé. Vâng, chị có thể nhìn lên một chút. Chúng ta có thể thấy là cái lỗ mũi của chị trước đây bị hơi lệch phải không ạ? Và bây giờ bác sĩ đã khắc phục và cải thiện, không còn tình trạng lệch nữa. Lỗ mũi đã trở nên đều và đầu mũi bay hơn rất là nhiều ạ. Không còn tình trạng bị lộ sụn nữa ạ. Bác sĩ đã thực hiện nâng mũi Mega 8D với chất liệu sụn là sụn xếp siêu 2 lớp, đồng thời thu gọn đầu mũi và bọc đầu mũi bằng sụn Mega đầm, khiến cho đầu mũi của chị được bay và đẹp hơn rất là nhiều phải không ạ? Chúng ta có thể thấy này, đây là dáng mũi rất là xuất sắc của bác sĩ Giang đúng không ạ? Chúng ta hãy cùng trò chuyện với cả chị một chút. Không biết là trong thời gian chị ở nhà ấy, chị chăm sóc có thấy khó chịu gì không ạ? Không, chị không khó chịu gì, rất là thoải mái. Như là mình có thể lấy tăm bông ấy, mình Betadine mình lau vào một tí, không đau đâu, chỉ nó hơi một chút thôi. Ở nhà chị cũng tự vệ sinh hết các thứ đúng không ạ? Không khó khăn gì phải không ạ? Vừa nãy thì chị có được cắt chỉ thì lúc khi trong quá trình cắt chỉ mình có thấy cảm giác đau hay khó chịu gì không ạ? Hơi nhói một tí, không hề đau một tí nào. Ở nhà ấy thì sống mũi của mình có hơi sưng hay gì không ạ? Chỉ có hơi sưng một chút thôi. Thì chị chườm ít đá với nước nóng ấy. Lúc đầu tiên thì chị chườm đá nhưng sau là chị chườm nước nóng thì bây giờ đến hôm nay ngày thứ 10 là nó đỡ hẳn được. Rất là đẹp. Bởi vì là trước đây là chị khách của chúng ta đã từng nâng mũi nên là bác sĩ đã bóc tách khoang và phải rút chất liệu cũ ra, đồng thời là can thiệp chất liệu, đưa chất liệu mới vào, nên là cái dáng mũi của chị sau 1-2 ngày đầu thì nó có hơi nề và chị đã thực hiện theo đúng cái đơn thuốc của bác sĩ đúng không ạ? Và thực hiện theo như thế nên là dáng mũi sau 10 ngày của chị rất là đẹp, chúng ta có thể thấy nhé. Vâng, thầy cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi livestream của Dr. Giang Thẩm mỹ viện Lilia. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các livestream tiếp theo ạ.